Trong khu vườn rộng ở ấp An Lạc, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, lão nông Dư Văn Thái, 75 tuổi, đã có một tuổi già tuy bận rộn nhưng dễ chịu. Khu vườn 2 hectare được ông Thái trồng thành liếp có hàng dài, có những liếp ngang nhỏ ở giữa là rãnh nước, tạo thành khung cảnh đẹp mắt. Ngoài ra, ông còn sở hữu 1,8 hectare vườn trồng chuyên canh cau và dừa. Mô hình trồng kết hợp cây khóm, cau, dừa đã được gia đình ông Thái canh tác từ năm 1975. Sau đó, ông tiếp nối việc canh tác của gia đình, rồi cải tạo và trồng mới lại vườn. Vùng đất này là đất phù sa bồi, ven biển, nhiễm mặn lợ, phèn ít, nên rất thích hợp để trồng ba loại cây này kết hợp, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Cây khóm phát triển rất tốt, hình dáng đẹp, ăn chất lượng ngọt thanh, thịt vàng. Đây là loại khóm khuyên, hay còn gọi là khóm hoàng hậu, do được trồng ở khu vực Tắc Cậu, nên được đặt tên là khóm Tắc Cậu. Giờ đây, trở thành thương hiệu khóm nổi tiếng nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thổ nhưỡng này nó thích hợp là cho ba loại cây này. Thứ nhất là đối với cây khóm, là cây khóm thì cái vùng đất này nó phèn mặn nước lợ, là nó phát triển tốt và chất lượng đất rất cao, nó ngon. Mà cái khóm này kể như là rồi gọi là khóm Tắc Cậu, ở đây đã có thương hiệu quốc gia. Còn ngoài ra thì cây cao thì nó cũng thích hợp với cái thổ nhưỡng của mình. Rồi cây dừa cũng vậy. Thật ra bà con đây thì cũng qua trang trải, rồi qua cái trang trở vấn đề là cái hiệu quả kinh tế á, thì mới xen canh vô ba loại để tăng cái hiệu quả kinh tế. Cây khóm với cây khóm được trồng cách nhau 50 cm, khoảng cách giữa những cây cau là 2-4 m, khoảng cách những cây dừa là 10 m. Theo ông Thái, mô hình này không tốn nhiều nước và nhẹ công chăm sóc. Hiện nay, ông Thái đã lắp đặt hệ thống tưới nước tự động và sắp tới sẽ áp dụng cách phun thuốc qua hệ thống này. Do trồng 3 loại cây chung vườn nên phải bón nhiều dinh dưỡng cung cấp cho cây. Ban đầu, ông Thái sử dụng phân hóa học, sau đó chuyển hẳn sang sử dụng phân hữu cơ để giảm chi phí và bảo vệ môi trường. Sắp cây vườn này thì nó cũng hơi khác hơn mình trồng những loại cây khác. Tại vì mình trồng tới 3 loại là cây trái trên cùng một cái diện tích. Thì cái phân bón thì nó cũng không phải là cây nào giống ăn giống cây đấy à, thì cái lượng phân mình bón thì cũng phải nhiều hơn à, so với một loại, rồi phải tính toán làm sao cho nó phù hợp à, cho cái thời điểm nào mình xử lý phân à, cho cây này, rồi thời điểm nào xử lý cho cây kia, mình kết hợp lại, mình tính toán cho nó cân bằng với nhau à, nó mới có hiệu quả. Vườn khóm, cau, dừa mang lại thu nhập cho ông Thái trên 1,9 tỷ đồng một năm. Ông Thái còn tiên phong trong việc đem cây cau ươm trong bầu. Với cách làm này, khi ươm hạt trong bầu khoảng 6 tháng, đem xuống đất trồng sẽ có tỷ lệ sống 100%. Ngoài ra, ông còn áp dụng cách ươm khóm giống từ cây con được tách ra từ phía dưới trái thay vì tách ra từ bẹ những cây khóm lớn. Vừa qua, ông Thái vinh dự là một trong 100 nông dân tiêu biểu nhất cả nước, được Hội đồng Chung khảo Trung ương Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam bình chọn danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022.